chúng ta thường suy nghĩ rằng thành công chỉ đến từ việc đạt được những thành tiệu lớn trong công việc nhưng liệu điều này có đủ để đánh giá một con người là thành công sự thật là thành công không chỉ dừng lại ở việc làm việc tốt mà còn nằm ở việc chúng ta làm người tốt như thế nào các bậc cao nhân đã từng chỉ điểm rằng làm người thành công là làm người mà người khác thích ở gần Vậy, làm thế nào để trở thành một người mà ai cũng muốn gần gũi? Câu trả lời nằm ở việc xây dựng và nuôi dưỡng sự giàu nhân cách. Giàu nhân cách không chỉ là điều gì quá xa vời hay trừu tượng, mà nó là sự hội tụ của những tố chất đẹp, những giá trị cốt lõi mà chúng ta có thể rèn luyện qua mỗi ngày. Trong một xã hội mà giá trị vật chất thường được đánh giá cao, việc phát triển nhân cách có thể bị quên lãng tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng những giá trị nhân văn mới chính là nền tảng vững chắc giúp chúng ta xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và thành công thực sự khi chúng ta làm giàu nhân cách chúng ta không chỉ tạo ra sự ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái nơi mà mọi người đều cảm thấy được sự tôn trọng và yêu thương hãy thử hỏi bản thân mình đã trở thành một người mà người khác thích ở gần chưa? Và nếu câu trả lời là chưa, thì có lẽ đây chính là lúc để chúng ta bắt đầu hành trình làm giàu nhân cách, hành trình tìm kiếm sự thành công thực sự trong cuộc đời. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, một nụ cười, một lời cảm ơn, một hành động giúp đỡ. Chính những điều từng chừng như nhỏ bé ấy lại là bước đầu tiên để chúng ta trở thành một người mà ai cũng muốn gần gũi một người thành công thực sự định nghĩa phải nhân cách nhân cách của một người là tập hợp những trạng thái cảm xúc trạng thái nhận thức bên trong nội tâm được biểu hiện thông qua hình ảnh tâm trí và giá trị của người đó đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội xung quanh người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc trạng thái nhận thức bên trong nội tâm biểu hiện thông qua sự vui vẻ hy vọng niềm tin trí tuệ trân trọng biết ơn yêu thương bao dung khiêm tốn chân thật thông qua hình ảnh tâm trí và giá trị của người đó đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó một người lãnh đạo giỏi giàu nhân cách không chỉ là một người giỏi quản lý công việc mà còn là người luôn biết lắng nghe đồng cảm và hỗ trợ nhân viên của mình. Khi một nhân viên gặp khó khăn, thay vì chỉ trích hay phê bình, người lãnh đạo này sẽ bày tỏ sự cảm thông, giúp họ tìm ra giải pháp và động viên họ tiếp tục cố gắng. Trong các cuộc họp, người lãnh đạo này thể hiện sự trân trọng biết ơn đối với những nỗ lực của toàn bộ đội ngũ. Không chỉ vậy, người này luôn duy trì một thái độ khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi từ những người khác bất kể họ là ai trong cuộc sống cá nhân họ luôn tỏa ra năng lượng tích cực làm lan tỏa niềm vui và hy vọng đến với người người xung quanh khi giao tiếp với bạn bè hay gia đình họ luôn bày tỏ tình yêu thương và sự bao dung không ngần ngại thể hiện lòng biết ơn đối với những gì mà họ đã nhận được nhờ vào những giá trị và cảm xúc mà họ nuôi dưỡng bên trong nội tâm người giàu nhân cách không chỉ là người thành công trong công việc mà còn được mọi người yêu quý kính trọng một người vui vẻ không chỉ tạo ra niềm vui cho chính mình mà còn lan tỏa nó đến nhiều người xung quanh niềm vui có sức mạnh đặc biệt nó không chỉ làm cho cuộc sống của bạn trở nên dễ chịu hơn mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người khác khi ở gần một người vui vẻ chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu và cuộc sống dường như trở nên tươi sáng hơn Hy vọng giống như ngọn lửa nhỏ trong đêm tối, luôn chiếu sáng và dẫn đường cho chúng ta. Mỗi người có hy vọng và truyền đạt hy vọng cho người khác có khả năng biến đổi cả không gian xung quanh. Họ không chỉ tạo ra niềm tin vào tương lai mà còn thúc đẩy mọi người xung quanh hướng tới mục tiêu và ước mơ của mình. Niềm tin, đặc biệt là niềm tin tích cực nha có thể là yếu tố then chốt giúp mọi người trở nên mạnh mẽ và kiên định hơn. Một người có niềm tin vững vàng không chỉ mang lại cảm giác an toàn cho chính mình mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người khác tin tưởng vào bản thân và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trí tuệ không chỉ là kiến thức mà còn là khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế một cách hiệu quả. Một người có trí tuệ và biết cách chia sẻ trí tuệ đó đối với người khác thì luôn được kính trọng và yêu mến trí tuệ giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và dẫn dắt những người xung quanh trong cuộc hành trình của họ lòng trân trọng và biết ơn không chỉ là biểu hiện của một trái tim nhân hậu mà còn là nguồn năng lượng tích cực giúp xây dựng và củng cố các mối quan hệ một người biết trân trọng và thể hiện lòng biết ơn đối với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống không chỉ làm cho bản thân trở nên phong phú mà còn lan tỏa năng lượng yêu thương đến với mọi người xung quanh yêu thương là một năng lượng mạnh mẽ có thể chữa lành và làm dịu đi những vết thương trong tâm hồn một người có tình yêu thương chân thành sẽ luôn mang lại cảm giác an toàn và bình yên cho người xung quanh bao dung là khả năng chấp nhận và tôn trọng những sự khác biệt của người khác một người có lòng bao dung sẽ không phán xét hay chỉ trích, mà thay vào đó, họ tìm cách để hiểu và cảm thông với người khác. Bao dung giúp chúng ta vượt qua những định kiến, tạo ra môi trường hòa hợp và gắn kết. Khiêm tốn không chỉ là việc nhận ra giới hạn của mình mà còn là việc sẵn sàng học hỏi từ người khác. Một người khiêm tốn sẽ luôn tìm cách cải thiện bản thân, không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng. Chân thật là tố chất quan trọng nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào. Một người chân thật không chỉ trung thực với người khác mà còn trung thực với chính mình. Chân thật tạo ra sự tin tưởng, giúp xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Người giàu nhân cách, sự hội tụ của 9 đặc tính tích cực trên. Khi một người hội tụ đủ đầy chín đặc tính này, niềm vui, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Họ không chỉ là người có sức hút lớn mà còn là một người có nguồn cảm hứng sống động cho những người xung quanh. Họ tạo ra một môi trường tích cực, thúc đẩy mọi người phát triển và giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Trân trọng và biết ơn anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này. Chúc anh chị thành công và hạnh phúc.